Xin chào mọi người, hôm nay thì Vân sẽ làm cái clip này giải thích cho mọi người vì sao cái kẹo nửa ngực nó hiệu quả nhanh như vậy. Bởi vì trong thành phần của kẹo nửa ngực này nó có sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Và theo khoa học nghiên cứu thì cái thành phần sâm tố nữ nó sẽ giúp hiệu quả tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Bởi vậy các mẹ dùng thấy tăng nhanh, săn chắc nhanh thì cũng đừng có nghĩ rằng nó sẽ bị làm sao. Thành phần hoạt 100% từ tự nhiên này, mầm đậu nành, mầm lúa mạch, sâm tố nữ và collagen giúp chị em mình đẹp da, giúp chị em mình tăng size vòng 1, săn chắc cân xứng vòng 1 và tăng gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Đây là việc rất bình thường nha mọi người nhá, chứ không có lấy làm lạ. Nhiều mẹ cứ nói là sao em tăng nhanh thế, có làm sao không? Sao em săn chắc đà và căng tức nhanh thế, có làm sao không chị? Hoàn toàn không sao mọi người nhá, 100% hiệu quả luôn là bởi vì cái thành phần sâm tố nữ và mầm đậu nành. Nó giúp chị em mình hiệu quả gấp 20 lần luôn. Chị em mình lưu ý nha. Bye bye.